Hội Quảng Ngãi BCA có tổ chức một buổi tiệc Summer Picnic tại Lake Cunningham Park, địa chỉ 2305 South White Road, San Jose, California 95148. Chương trình được tổ chức vào ngày Chủ nhật 17 tháng 7, 2016 vào lúc 11 giờ trưa. Hội Quảng Ngãi BCA kính mời tất cả các đồng hương ái hữu Quảng Ngãi BCA cùng tất cả hội đoàn, đoàn thể, thương gia, văn thi sĩ, anh chị em và các bạn đến tham dự buổi tiệc Summer Picnic cùng chung với hội. Phần ăn trưa, barbecue và giải khát do hội khoản đãi. Rất mong sự có mặt của tất cả các quý vị. Ban chấp hành Hội Quảng Ngãi BCA kính mời.